Sire đã rescan 5.000 đồng. Cảm ơn Sire vì 5.000 nha. Với người yêu cũ và chơi Free Fire anh chọn cái nào? Hả ông? Ông vừa hỏi cái gì cơ? Quá. Cái gì chia tay đi nữa? Là sao Diệu Linh anh còn không nghe cái thằng Donate hồi nãy nó nói cái đầu gì mà sao tự nhiên giờ em đòi chia tay? Không liên quan cơ mà nhạt nhẹt như quá. Để tôi qua đấm Diệu Linh giảng hòa cái anh em. Sao chia tay? Hả? À? Chia tay không? Ừ? Thích chia tay không? Biến đi nghe chưa? Làm tí nhạc anh em. Không liên quan cơ mà từ lúc mà Riot Games sửa cái đồ đi rừng lại nữa anh em. Kiểu tôi cảm giác là mấy con bét nó lười biến vậy. Cứ lâu lâu là nó không đánh chết mấy con kia. Sire đã rescan 5.000 đồng cộng một trận năng. Cảm ơn Sire vì 5.000 nhá. Gà rán FKT Bình Dương. Cảm ơn gà rán FKT Bình Dương vì 5.000 nhá. Check tin nhắn điện thoại. Một chút u sầu đã rescan 5.000 đồng. Màu đen với màu trắng màu nào tích cực hơn? Màu đen với màu trắng màu nào tích cực hơn hả? Màu đen. Đó là màu trắng. Cảm ơn Sire vì 5.000 nhá. Màu đen bị bắn nhiều hơn. Kể từ ngày đó hai ta chẳng thấy nhau. Em sống ra sao, yêu người thế nào? Ở nơi xa lạ nhiều lần nghĩ đến anh. Thằng ma đời làm cái đéo gì đấy. Holy shit, cậu chia tay có khác, đổi khu âm nhạc, what the fuck. Vì nó mày ông nhét chữ hoài vậy. Cái what does she know, what does she not? Her dog, I see that, no me bo. What the fuck. Để nốt game xem chung anh em ơi. Để nốt game xem chung anh em ơi. Mẹ tôi có bao giờ hát cái bài trời. Uầy, nhanh thế. Ảnh mây săn nắng vàng miết thôi. Thật ra là tôi mới đầu tôi hát cái bài đó nó cũng chả có gì hay á anh em ạ. Nhưng mà tôi bị TikTok nó hủy diệt cái não. Thế là anh em hiểu không? Mới đầu tôi nghe cái bài đó thì tôi cũng thấy bình thường thôi. Nhưng mà Diệu Linh nè. Diệu Linh nghe TikTok, Diệu Linh lướt TikTok 24/7. Xong rồi tôi thì ngồi kế bên, tôi nghe cái bài đó hoài rít cái não tôi cứ kiểu tôi bị ám ảnh cái bài đó luôn ấy. Má Diệu Linh kêu bài đó dễ thương ạ. Thế chắc muốn chia tay rồi anh em ơi. Thế chắc muốn chia tay rồi. Tôi nghĩ là Diệu Linh muốn chia tay rồi nên mới thấy cái bài đó dễ thương. Khó nói. Phải 1m8. 1m85. Nhìn mặt cũng ok.
kiếm cũng ra tiền, chăm lo được cho mà vẫn không đủ. Thế thì khó nói anh em. 5 km nữa. Real. Sire đã rescan 5.000 đồng, mặt như con chó Golden đeo kính. Cho ba bay chút xíu coi, ơi là trai dữ à. Nên là đó, thấy cưng không, là trai không? Vậy mới đã chứ. Gà rán FPT Bình Dương đã rescan 5.000 đồng, mặt mày như cái đùi gà của gà rán FPT. Má tôi đang không biết lên cái gì á anh em. Tôi nghĩ là tôi lên cái này đi, đánh giữ sách xíu cũng được. Mà này chạy thẳng về luôn chứ. Nó không có ý định né luôn mà. Má nó còn phát luôn á. Má không giết được ai luôn hả? Má con Zoe nó không chết à? Ui. What the fuck? Cái má con bro với lại con bro với con mau phai cái gì đây? Cái gì vậy? Holy fuck các bác. Quả này Gna hóc được cái trụ 2 nên là tôi nghĩ cũng ngon ấy anh em ạ. Má lại chôn ở ngoài này nữa. Sao cứ chôn ở ngoài này hoài vậy trời? What the fuck rồi không khí? Má mày bây giờ con Gna team tôi nó chưa có đủ độ trâu á anh em.
Trời ơi, bả e hụt nữa chứ. Cũng lạy bả luôn á. Trời. Khó quá. À, nó khó quá anh em ơi. GG. Nghĩa là Kai'Sa game này lên đồ sát thương vật lý thì ngon hơn anh em. Bạn team tiền áp rồi thằng khứa này còn lên áp nữa. Sợ thật. Mà thằng này cũng biết chơi mà tại sao nó lại lên áp ta. Rồi đấy, tôi với anh em coi cái clip nhớ. Nó xài tôi anh em ơi. Mấy thằng này nó chế tôi anh em ạ. Ha ha, đã bị lừa mấy thằng ngu có cái một bố bận đồ hầu gái. What does she know, what does she know? Còn đó ai she dead. Nó nghĩ bao bao cũng nghĩ mốt. She eat tôi tới so off. Cái à sao nghe khủng vậy anh em. Holy shit. Fire đã huy scan 5.000 đồng. Cảm ơn Sarah vì 5.000 nhá. Quá. Tôi ra rồi. Thiên định.